Nga ngày 13 tháng 10 báo cáo kỷ lục mới về số ca nhiễm và tử vong hàng ngày vì COVID, nâng tổng số ca nhiễm lên thành 1.326.178. Nhưng nhà cầm quyền cho biết không có kế hoạch áp đặt lệnh đóng cửa trên toàn quốc. Bà Anna Popova, người đứng đầu cơ quan giám sát về an toàn của người tiêu dùng, ngày 13 tháng 10 nói, Nga không cần phải áp đặt những hạn chế lên hoạt động kinh tế để đáp ứng với số ca nhiễm tăng cao. Bình luận của bà được đưa ra một ngày sau khi Điện Kremlin nói Nga có thể uyển chuyển trong việc đối phó với COVID-19 hơn là trước đây trong năm khi áp đặt lệnh đóng cửa. Moscow, thủ đô của Nga, chịu ảnh hưởng nặng nề về COVID-19. Thành phố gần 13 triệu dân hôm 13 tháng 10 ghi nhận thêm 4.618 ca nhiễm. Moscow đã mở hai bệnh viện tạm thời và ra lệnh cho các cơ sở doanh thương phải cho ít nhất 30% nhân viên làm việc trực tuyến. Theo lực lượng đặc nhiệm chống COVID, ngày 13 tháng 10, Nga báo cáo số ca nhiễm tăng kỷ lục là 13.868 và số tử vong tăng kỷ lục là 244 người chết trong 24 giờ qua. Nga đã có 22.966 người chết kể từ khi bắt đầu đại dịch. Với tổng cộng hơn 1,3 triệu ca nhiễm, quốc gia với khoảng 145 triệu dân có số ca nhiễm cao hàng thứ tư trên thế giới, sau Mỹ, Ấn Độ và Brazil.